Quay phim này, đây chủ nhà đẹp trai này, đó. Anh gì? Anh Nguyễn Di Hoàng. Nguyễn Thanh Hoàng, đây, sổ đây. Giờ coi. Đúng 21 ngày đúng không anh? Đó, nhà đẹp luôn. Xin kính chào các anh chị đã quay trở lại kênh. Hôm nay em sẽ giao sổ cho khách tại khu đô thị 5 sao Five Star New City các anh chị. Vừa rồi các anh chị xem đó là con đường Đinh Đức Thị, về đêm rất là nhiều xe cộ đi lại các anh chị. Và đây là cổng của dự án khu đô thị 5 sao. Đây là khu đô thị 5 sao 1 các anh chị nha. Ở đây thì có hai khu đô thị 5 sao trên đường Đinh Đức Thị này. Đó các anh chị thấy về đêm khu đô thị 5 sao 1 này rất là đẹp luôn. Hôm nay em giao sổ cho khách bởi vì căn nhà này đã công chứng được 21 ngày và hôm nay là ngày được đã có sổ và em sẽ giao sổ cho khách vào buổi tối. Bởi vì khách đi làm ban ngày cho nên là mình không có thời gian để gặp khách ha. Các anh chị hãy xem một căn nhà trong khu đô thị 5 sao này. Ở đường xá điện rất là đẹp luôn các anh chị nha. Bây giờ em sẽ vào nhà khách ở con đường số 8 trong khu đô thị 5 sao này. Căn nhà 1 trệt 2 lầu đã công chứng cách đây 21 ngày. Và hôm nay có sổ em sẽ giao cho khách. Bây giờ các anh chị sẽ xem quá trình mình giao sổ và đồng thời em cũng sẽ quay lại cái căn nhà của khách cho các anh chị xem. Quay phim này, đây chủ nhà đẹp trai này, đó. Anh gì? Anh Nguyễn Di Hoàng. Nguyễn Thanh Hoàng, đây, sổ đây. Giờ coi. Đúng 21 ngày đúng không anh? Đó, nhà đẹp luôn. Bên đó coi chuyển dựng cho Nguyễn Thanh Hoàng năm 1960, số chứng minh 331272756, chuẩn gia, địa chỉ là ấp 6 xã Trung Nghĩa Hồi, huyện Vĩnh Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Thuế này có đóng hết thuế luôn cho anh rồi. Đây tiền sổ này. Thuế gì đấy? Nộp tiền của ngân sách. Thuế này thuế thu nhập cá nhân này, người bán này. Còn này thuế trước bạ này. Đó, mai mốt người ta dù anh có bán lại căn này người ta gọi đóng thuế trước bạ thì mình có. Đó. Rồi ok chưa? Cái này dục okay. 15 triệu à. Dạ, để giao sổ này. Được chưa? Có bán lại không? Qua phim bán nè. Rồi em bán lại một cái kia. Sổ này sẽ cho 21 ngày. Đằng sau á, cập nhật cái tên của mình đằng sau. Khi nào anh cập nhật hết cái đó. Căn này được không? Dạ quay đi. Đẹp quá, mới quảng cáo cho bà con. Quay đi quảng cáo là năm bán 10 cái. Quay từ đây quay ra tới lầu lấy kiểu gì. Về cho quay nha. Ừ quay đi. Quay từ ngoài vô. Bây giờ em sẽ quay lại căn nhà của khách đã mua và vào ở rồi các anh chị, cho các anh chị xem. Khách này thì đã ở được khoảng 21 ngày rồi. Công chứng xong thì sẽ có giấy biên nhận và mình sẽ đóng thuế. Tổng cộng quá trình này là 21 ngày sẽ sang tên cho mình luôn các anh chị nha. Nên các anh chị rất là yên tâm khi mà mua nhà của bên em. Đây là một cái căn nhà 1 trệt 2 lầu ở đường số 8, có diện tích là ngang 5 dài 20.
do bên em xây dựng và bán trực tiếp cho khách hàng luôn. Khách hàng này thì dân chợ Bình Điền, họ đã về đây ở và cảm thấy rất là thoải mái luôn các chị. Sân trước nhà của chúng ta là 3m các chị, phòng khách của chúng ta có dài là 4m. Nhà này thì giao là nhà trống luôn các chị nha, và khách đầu tư rất là nhiều về nội thất. Nhà trống nhưng mà những cái đèn hay là những cái sơn hay là nhà vệ sinh này bên em đều có hết. Chỉ có điều là khách sẽ mua những cái nội thất vào để ở. Căn nhà này thì có giá là trên 3 tỷ đã bán. Và bây giờ thì bên em không còn nhà ở trong này nữa các anh chị. Các anh chị có nhu cầu thì bên em còn một cái lô đất ngang 5 dài 20, có thể xây theo giống như căn này hoặc theo ý của các anh chị luôn. Đó, đây là phòng khách của gia chủ mới này, anh Hoàng, dân chợ Bình Điền. Đó, đầu tư rất là nhiều thứ. Tủ bếp thì bên em có những cái chị, tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Bộ bàn ghế này là do anh Hoàng mua sắm sau này. Đó. Căn nhà này nằm trong khu đô thị 5 sao 1, diện tích là ngang 5 dài 20, 1 trệt 2 lầu. Và căn này do bên em xây dựng và bán trực tiếp cho khách hàng luôn. Đó, các anh chị mua thì yên tâm nha, mình sẽ có sổ đàng hoàng luôn. Và giao đúng ngày luôn, 21 ngày là có sổ sang tên cho mình rồi. Sổ thì đã có sẵn các anh chị, nhưng mà trong quá trình mình đăng bộ và sang tên là mất tổng cộng thời gian là 21 ngày kể từ ngày đi công chứng các chị nha. Đây là cái sân sau của nhà anh Hoàng này. Đằng sau này thì bên em sẽ thiết kế một nhà vệ sinh. Mái che thì được làm sẵn luôn. Nhà vệ sinh này cũng khá là rộng luôn các chị nha. Nhà vệ sinh này thì mình sẽ dùng cho tầng trệt. Hiện tại khu đô thị 5 sao này giá rất là cao rồi. Đó, và bây giờ thì bên em đang chuyển hướng qua khu đô thị 5 sao 2. Khu đô thị 5 sao 2 thì nó lớn hơn khu này rất nhiều lần ha. Khu này, khu đô thị 5 sao 1 này 20 hectare thôi, còn khu kia tới 400 hectare. Ở nhà anh Hoàng này có hai anh chị cộng với cô là mẹ của anh Hoàng, cộng với một bé gái đang học lớp 6 ha. Đó, ở căn nhà này thì dư phòng luôn các chị, rất là nhiều phòng, anh Hoàng ở không hết luôn. Và căn nhà này cũng rất là tiện kinh doanh. Buổi sáng thì nhà anh Hoàng có bán là hủ tiếu này và phở rất là ngon luôn. Các chị có dịp ghé đường số 8 nha vào buổi sáng. Đây là trên tầng 1. Nhà anh Hoàng mặt tiền, đường số 8 có thể kinh doanh rồi. Anh Hoàng bán hủ tiếu và phở vào buổi sáng, cũng như là mình có nước mía vân vân, mình có thể kinh doanh cái gì cũng được, tự do luôn, miễn là hợp pháp là mình kinh doanh được. Đây là trên tầng 1 của căn nhà. Đây là một cái căn phòng ở phía sau. Căn phòng này thì có một bé 6 tuổi. Xin lỗi, một cái bé đang học lớp 6, 12 tuổi ha. Một cái căn phòng rất là xinh, được đầu tư nội thất khá là kỹ. Bên em giao nhà trống, còn anh Hoàng là mua nội thất, mình lắp nội thất vô. Căn phòng này có nhà vệ sinh bên trong luôn, khá là tiện lợi này. Đó. Một cái mẫu nhà do bên em thiết kế và xây dựng và rất là hot luôn so với những căn nhà khác luôn. Căn này lúc anh Hoàng mua là 3 tỷ 8 các chị nha. Đó, 1 trệt 2 lầu. Đây là cái nhà vệ sinh bên ngoài. Nhà vệ sinh này thì dùng cho hai phòng đằng trước này, đầy đủ thiết bị vệ sinh ha. Và bên em đặt một cái lavabo rửa tay ở bên ngoài, rất là tiện lợi luôn. Đây là căn phòng ngủ tiếp theo trên tầng 1. Đây, căn phòng ngủ này là anh Hoàng ngủ luôn. Đó, hiện tại anh Hoàng thì đang độc thân. Các anh chị nào, chị em nào muốn kết nối thì hãy kết nối với Huy ha. Anh Hoàng sinh năm 80, quê ở Vĩnh Long, đang độc thân. Đó, đường nhà thì mặt tiền đường số 8 này, chưa có vợ luôn các anh chị nha.
anh Hoàng ở với em gái. Em gái thì đã có gia đình rồi. Anh Hoàng thì độc thân nha. Đó là căn phòng ngủ của anh Hoàng. Tiếp theo đây là một cái phòng nữa. Nhà này quá nhiều phòng và dùng không hết luôn các chị. Phòng này thì có thể làm một cái phòng ngủ luôn các chị nha. Mình có một phòng ngủ ở tầng trệt và trên lầu 1 này mình có 3 phòng. Đây là một cái ban công có chiều rộng, nó tầm khoảng 1,5 m. Đó, anh Hoàng trồng hoa rất là đẹp luôn. Đó, nhìn như khung cảnh ở Đà Lạt luôn các chị. Hoa rất đẹp. Anh Hoàng này người Vĩnh Long, rất là hiền luôn. Anh chị em nào mà muốn kết nối thì mình có thể kết nối với anh Hoàng ha. Còn độc thân vui tính và rất hiền. Đó, như vậy chúng ta vừa khám phá xong tầng 1 của căn nhà. Đó, có những cái bức tranh này là anh Hoàng tự chọn luôn này. Đó, bức tranh 3D này rất là đẹp. Ở trên đây thì có một cái bức tranh về Phật Pháp này anh chị. Nhà anh Hoàng thì theo đạo Phật nha. Ở đây là trên tầng 2 của căn nhà. Nhà của bên em bán là có sổ hết rồi anh chị. Và sang tên công chứng thì chúng ta mất 21 ngày thì mới qua tên của chúng ta được. Đó là cái thời gian mà mình đóng thuế đăng bộ các kiểu. Tổng cộng 21 ngày. Đây là trên tầng 2 của căn nhà này. Đó, trên này cũng có một cái phòng ngủ ở đây. Đó. Nhà vệ sinh thì bên ngoài luôn, giống như tầng 1 của căn nhà. Nhà vệ sinh đầy đủ các thiết bị vệ sinh luôn mấy chị nha. Nhà anh Hoàng này ở không hết phòng luôn. Chính vì thế còn rất là nhiều phòng trống. Và anh Hoàng thì đang độc thân. Nếu mà chị em nào muốn kết nối thì có thể kết nối với anh Hoàng. Trên này thì tầng 2 của căn nhà thì mình có 2 phòng. Một phòng là phòng ngủ và một phòng là phòng thờ. Đây nhà anh Hoàng dùng cái phòng này để làm phòng thờ này. Rất là đẹp luôn, long lanh luôn các chị nha. Rất nhiều anh chị xem khu đô thị 5 sao này và đã không mua thì bây giờ rất là tiếc nối, bởi vì giá đất cũng như giá nhà ở đây tăng rất là nhiều rồi. Đây là khu vực sân trước của căn nhà, sân thượng này các chị. Anh Hoàng này trồng cây rất là đẹp luôn các chị nha. Đó, cây kiểng rất là đẹp luôn, ban ngày nhìn rất đẹp, rất mê luôn. Trên này là một cái sân có khoảng không rất là lớn. Và anh Hoàng này cũng lắp đầy đủ camera cũng như là điện nước nóng năng lượng mặt trời luôn. Nước nóng năng lượng mặt trời thì bên em có sẵn luôn các chị nha. Đó, xung quanh này khung cảnh của khu đô thị 5 sao. Căn nhà này anh Hoàng mua là giá 3,8 tỷ, 5 x 20, 2 lầu. Sổ hồng riêng có sẵn. Và từ ngày công chứng tới khi ra sổ tên của anh Hoàng là 21 ngày nha. Ở đây thì thủ tục nó như vậy nên các anh chị mua nhà rất là yên tâm, không sao ha. Và nếu các anh chị có nhu cầu về những căn nhà như vậy thì hãy liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình 0906 485 209. Và các anh chị có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Viber hoặc Facebook đều được ha. Tới đây thì em xin kết thúc review cái quá trình mà mình đi giao sổ cũng như là review lại căn nhà đã bán của anh Hoàng. Nếu các anh chị có nhu cầu về những căn nhà như vậy thì hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Và nhớ đăng ký kênh giúp em. Kênh em là buôn bán giá thật luôn. Nhà thật giá thật. Không có đăng ảo nha các anh chị. Không có đăng giá 10%, 20%. Mà giá ở đây là giá đầy đủ hết các anh chị. Chính vì thế các anh chị hãy đăng ký kênh để mình nhận được những thông tin trung thực nhất từ bất động sản, không mất thời gian của các anh chị. Rất nhiều kênh người ta đăng ảo, khi mà chúng ta xuống xem thì giá nhà rất là cao so với những cái thông tin người ta đăng. Chính vì thế các anh chị hãy đăng ký kênh để mình nhận được những thông tin trung thực từ kênh của em. Và em xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cũng như đồng hành cùng em trong thời gian vừa qua. Xin chào và chúc các anh chị gặp nhiều may mắn.